Thưa quý vị, chiều nay họp báo giới thiệu lễ hội du lịch golf Đà Nẵng và giải đấu PRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2022 đã diễn ra. Đến dự có ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao, Tổng cục Thể dục Thể thao. Lễ hội du lịch golf Đà Nẵng 2022 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2022. Với nhiều hoạt động tiêu biểu, đặc biệt là tâm điểm giải đấu PRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2022 nằm trong hệ thống giải golf phát triển châu Á Asian Development Tour ADT của Asian Tour sẽ được Đà Nẵng đăng cai giải đấu trong 3 năm liên tiếp từ 2022, 2023 và 2024. Phát biểu tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, việc đăng cai giải golf phát triển châu Á góp phần khẳng định vị thế của Đà Nẵng là điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á, đồng thời là cột mốc quan trọng trong việc phát triển tiềm năng du lịch golf của thành phố, trở thành một trong những điểm đến du lịch golf hàng đầu châu Á và thế giới, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao theo định hướng phát triển du lịch của thành phố. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng công ty Asian Tour quan tâm chỉ đạo kịp thời và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công sự kiện. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn tập đoàn BIG sẽ phối hợp với công ty VGS Event sẽ tổ chức chu đáo và hoạt động và tiếp tục đưa ra những ý tưởng phát triển du lịch và ngành công nghiệp golf cho thành phố. Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng đăng cai một sự kiện golf tầm cỡ quốc tế, có sự đồng hành của tập đoàn PRG, tập đoàn tiên phong trong việc phát triển thể thao golf và du lịch golf tại Việt Nam. Sau buổi họp báo ngày hôm nay, các bước chuẩn bị sẽ được hoàn tất để chào đón các golf thủ hàng đầu châu Á tới và trải nghiệm thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp cũng như sân golf BIG Đà Nẵng Golf Resort này trong giải đấu BIG Open Golf Championship tại Đà Nẵng năm nay. Kính thưa quý vị, tập đoàn BIG tin tưởng rằng giải đấu BIG Open Golf Championship Đà Nẵng cũng như lễ hội du lịch golf Đà Nẵng sẽ là một cột mốc đáng nhớ trên con đường phát triển golf của Việt Nam. Với thông điệp Infinite Connection, kết nối là vô tận, giải đấu PRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2022 hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn tháng 8 này. Lấy biểu tượng là hình ảnh của những cây cầu, một trong những đặc điểm nổi bật của Đà Nẵng. Giải đấu năm nay chính là cơ hội để kết nối golf Việt Nam và golf thế giới, là sự giao thoa những giá trị thể thao, văn hóa, con người. Đồng thời đây cũng chính là bước đệm cho sự vươn xa trên nhiều lĩnh vực, mang hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Giải đấu được bảo trợ bởi Hiệp hội Golf Việt Nam, dự kiến quy tụ 144 golfer chuyên nghiệp quốc tế và Việt Nam.